Thưa quý vị, liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, lại thêm một bang nữa ở nước này tiến hành bỏ phiếu sớm. Vào ngày hôm qua, thì hơn 400 điểm bỏ phiếu tại bang North Carolina đã mở cửa để đón các cử tri đến bỏ phiếu, sớm hơn 3 tuần trước ngày bỏ phiếu chính thức mùng 5 tháng 11. Theo Hội đồng Bầu cử bang North Carolina, các điểm bỏ phiếu sớm trên khắp 100 hạt của bang này đã mở cửa theo kế hoạch từ nay đến ngày mùng 2 tháng 11. Đây là bang chính địa quan trọng có thể ảnh hưởng tới kết quả cuộc đua giữa hai ứng cử viên Kamala Harris của Đảng Dân Chủ và Donald Trump của Đảng Cộng Hòa khi các cử tri tại bang này có những ưu tiên khác nhau. Tôi bầu cho ông Trump vì chính sách nhập cư, kinh tế và chính sách nước Mỹ trên hết của ông ý. Chúng ta cần quan tâm đến bản thân mình trước, sau đó mới có thể hỗ trợ những người khác ở bên ngoài. Tôi bỏ phiếu cho bà Harris. Chúng tôi rất quan tâm đến quyền lựa chọn của phụ nữ. Chúng tôi cũng quan tâm đến con cái của mình và muốn chúng có được một nền giáo dục tốt. Cuộc bỏ phiếu tại North Carolina diễn ra trong bối cảnh bang này vừa chịu nhiều thiệt hại nặng nề bởi cơn bão Helene, khiến một số điểm bỏ phiếu chưa đủ điều kiện để thực hiện công tác bỏ phiếu. Kết quả thăm dò trước bỏ phiếu cho thấy hai ứng cử viên bám đuổi sít sao với 48% dành cho ông Trump và 47,5% dành cho bà Harris.